Nằm trong chương trình trái tim công thương do Bộ Công thương phát động từ năm 2018, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công thương đã phối hợp với Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021. Theo ban tổ chức, thời gian qua tác động của dịch bệnh Covid-19 đã khiến tình trạng thiếu máu trầm trọng cho điều trị. Thậm chí lượng máu dự trữ cạn kiệt thời gian gần đây khiến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã phải kêu cứu trên các kênh thông tin đại chúng. Chính vì vậy, việc hiến máu tình nguyện là rất cần thiết. Sau hơn một tuần triển khai phát động Ngày hội Hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương 2021, với sự hưởng ứng tích cực của lãnh đạo bộ, sự hỗ trợ của các đơn vị, chương trình đã có hơn 200 cán bộ công nhân viên ngành công thương tham gia. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò sung kích trong các hoạt động nhân đạo của người lao động ngành công thương rất nhiều người coi việc được hiến máu là rất đáng tự hào bởi bản thân họ đã giúp được những người bệnh đang đau ốm vì mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại nghĩa cử cao đẹp này cần được lan tỏa khắp mọi nơi góp phần giúp cho cuộc sống tươi đẹp tràn đầy tình yêu thương và cũng là thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng